Anh em thông cảm cho chúng tôi một chút, bởi vì là hôm nay trong cái khán phòng cái buổi lễ ra mắt chiếc MG ZS Smart Up này thì người ta chơi nhạc hơi ồn, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mang tới cho anh em những cái thông tin rất là nhanh thôi về chiếc MG ZS phiên bản Smart Up mới này. Và thoạt nghe những cái thông tin về chiếc xe này thì tôi đánh giá rằng là MG đã quyết định là chơi tất tay tại thị trường Việt Nam. Tại sao tôi lại nói là như vậy? Hãy cùng tôi tìm hiểu nhanh chiếc xe này. Yếu tố đầu tiên tôi muốn nói với anh em đó là về mức giá bán của chiếc xe này đi. Cái chiếc đứng cạnh tôi ở đây đó là chiếc phiên bản cao hơn. Phiên bản cao nhất thì sẽ có mức giá là 619 triệu đồng. Chiếc phiên bản thấp hơn là có mức giá là 569 triệu đồng. Chúng tôi sẽ có một cái video riêng nói về sự khác biệt giữa hai cái phiên bản của chiếc MG ZS Smart Up này. Còn bây giờ thì tôi muốn dành thời gian để nói với anh em về chiếc cái xe phiên bản cao nhất này. À, một chi tiết nữa cũng là một cái điểm mà hôm nay trong cái buổi lễ ra mắt này được nhấn mạnh, đó là chiếc xe này đã được chuyển từ nhập khẩu Trung Quốc chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan. Thái Lan là một cái thị trường mà người Việt Nam thường khá là ưa chuộng, đặc biệt là trong phân khúc xe bình dân, những chiếc xe mà được nhập khẩu từ đất nước này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết những cái thay đổi ở trên chiếc Smart Up này so với cái chiếc ZS trước mà chúng tôi đã giới thiệu với anh em cũng trong cái buổi lễ ra mắt rồi. Cái thay đổi đầu tiên nó sẽ tới từ cái cụm lưới tản nhiệt ở phía trước đây. Cái cụm lưới tản nhiệt ở trên phiên bản cũ thì sẽ là đan theo kiểu cái hiệu ứng sao rơi. Lên tới cái phiên bản này thì cái lưới tản nhiệt đã được làm cách đan kiểu khác rồi, được đổi thành màu đen. Tổng thể cái cảm quan về thẩm mỹ của tôi thì với cái cách làm này thì trông chiếc xe nó có cái phần nào nó trẻ trung, nó thể thao hơn. Tuy nhiên đánh đổi lại thì chúng ta sẽ mất đi cái chiều sâu về mặt thị giác khi mà nhìn thẳng vào cái cụm lưới tản nhiệt này. Đó là cái mắt nhìn của tôi là như vậy. Cái thay đổi tiếp theo nó sẽ tới từ cái cách tạo hình của cái cụm đèn ở đây. Nó được làm theo kiểu nổi khối góc cạnh hơn. Cũng tiếp tục là những cái chi tiết để khiến cho chiếc xe trông nó thể thao hơn. Đây, bây giờ tôi sẽ nói với anh em cái thay đổi đáng chú ý nhất ở phía bên ngoài của chiếc MG ZS phiên bản Smart Up. Đó là cái hệ thống đèn chiếu sáng là đèn chiếu sáng full LED rồi. Và như anh em có thể nhìn thấy là cái cách làm tạo hiệu ứng rất là đẹp. Đấy, anh em có thấy là nó giống cái mẫu xe nó không? Anh em nghĩ sao về cái thiết kế đèn này thì hãy chia sẻ ngay phần comment nhé. Kể cả đèn định vị ban ngày cũng được làm rất là to. Đây, một cái điểm thay đổi ở trên Smart Up nữa là ở đây. Đấy là hệ thống camera 360 độ. Như vậy là chúng ta đã nói tới hai thay đổi rồi. Cái thay đổi thứ ba nó sẽ tới từ cái phần la răng ở đây. La răng đã được tăng kích thước là từ 16 inch lên 17 inch. Và cái cách tạo hình cũng ấn tượng hơn. Cũng có ngôn ngữ thiết kế hơn và cũng có câu chuyện hơn. Đó. Tiếp tục là cái camera trong hệ thống camera 360 độ. Về cơ bản thì nhìn tổng thể cái hình dáng từ phía bên hông này thì không có quá nhiều cái sự thay đổi đâu. Sự thay đổi lớn nhất là nó tới từ cái phần mâm xe rồi, như tôi đã nói với anh em. Cụm đèn hậu ở trên chiếc ZS phiên bản mới này cũng đã được làm lại một chút rồi. Đó là cái đèn hậu LED và cũng được tạo cái cách làm theo cái kiểu răng cưa tách tách từng mảng nhỏ. Một cái hiệu ứng thị giác theo tôi đánh giá là rất là đẹp và chúng ta có thể tìm kiếm trên rất nhiều những cái mẫu xe mới hiện nay. Đó, tiếp tục là cái cách làm cái phần đèn ở phía dưới này nổi khối, trông nó thể thao hơn. Giống như ở phần đầu xe. Ở đây là hai cái líp chơ bô giả thôi. Còn cái phần ống bô thật là nó sẽ nằm sâu ở phía dưới này. Đang ở phía đuôi xe thì chúng ta sẽ mở cốp luôn. Đấy, mở cốp bằng cách nhấn vào cái logo MG và kéo lên. Đó. Anh em nghĩ sao về cái thể tích cốp trên chiếc MG ZS Smart Up này? Thực sự rất là rộng và sâu. Rộng cả về phương nằm ngang lẫn phương nằm dọc đều rất là tốt. Và chúng ta sẽ có một cái tấm này để có thể điều chỉnh được hai cái nấc của cái phần cốp xe, tức là nếu anh em muốn sâu hơn thì để xuống dưới như ban đầu, còn nếu mà muốn để lên cao lên phía trên này cũng được, thì chúng ta sẽ có một cái phần sàn nó phẳng hơn và có thêm các cái khe ở phía dưới này để chúng ta có thể đựng đồ, rất là hay. Đây có thể nói là cái phần cốp rộng rãi bậc nhất trong phân khúc crossover cỡ B rồi. Bước vào khoang nội thất thì thực sự mới cho thấy rằng là MG đã chơi tất tay, đặc biệt là trong phân khúc crossover cỡ B tại Việt Nam. Chúng ta sẽ có những cái điểm gì khác biệt ở trên chiếc MG ZS Smart Up này. Đó là cái hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh duy nhất trong phân khúc crossover cỡ B và rất là rộng, thoáng. Và cái cách mở ở đây cũng rất là hay, anh em có thể nhìn thấy. Chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được các cái nấc mở bằng cái núm vặn ở đây. Đó, có các nấc khác nhau. Đó, và đây là cái mũi tên để đóng mở cái phần rèm che của cái cửa sổ trời. Đấy, rất là hay. Đang ở phía trên này thì tôi muốn giới thiệu luôn với anh em một cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng theo tôi cũng đánh giá được rằng là MG đã rất là lắng nghe những cái trải nghiệm thực tế của khách hàng. Đó là cái có một cái cổng USB để chúng ta có thể cắm điện cho camera hành trình. Đó,
tiếp tục ở cái phía khu vực này đi, thì chúng ta sẽ có một cái phần màn hình có kích thước lên tới 10 inch, đã to hơn trên phiên bản cũ rồi. Và đây quý vị có thể nhìn thấy cái hệ thống camera 360 độ. Thực sự thì cái hệ thống camera 360 độ này là một cái camera mà tôi nghĩ là mang tính chất tham khảo là chính thôi, chứ còn để thực sự hiển thị và cho chúng ta một cái tầm nhìn tốt thì không. Quý vị có thể nhìn thấy chất lượng hiển thị đang ở đây. Cái độ phản hồi của cái màn hình này thì theo tôi đánh giá là nó vẫn ở mức chậm và khá là lag. Đây, quý vị có thể nhìn thấy những cái thao tác của tôi. Cái trải nghiệm mà đặt cái ngón tay chạm lên cái màn hình này thì nó cũng đã khá là rít rồi. Và cái trải nghiệm mà thực sự cái độ phản hồi của màn hình nó cũng không tốt. Tuy nhiên thì ở trên chiếc ZS Smart App này thì chúng ta lại có bù lại là những cái núm điều khiển cơ. Chúng ta có thể điều chỉnh được điều hòa này, một số các cái tính năng bằng cái hệ thống nút bấm cơ, cái dạng phím đàn piano đây. Chứ không phải là giống như chiếc HS là chúng ta phải điều khiển hoàn toàn cái hệ thống điều hòa ở trên cái màn hình này. Thì màn hình nó không được mượt thì sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm điều chỉnh điều hòa của chúng ta, đặc biệt là khi mà chúng ta đang còn lái xe. Tiếp tục bước xuống phía dưới này thì MGZS Smart Up cũng đã có phanh gai điện tử của Auto Hold. Quý vị đã thấy tất tay chưa? Rồi ở đây là hàng loạt những cái tính năng an toàn như là hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ lên dốc này, hệ thống camera 360 độ này, cái cần số vẫn là một cái cách làm rất là quen thuộc thôi. Một cái sự thay đổi nữa trên MGZS phiên bản Smart Up đến từ cái phần màn hình ở phía trước mặt người lái đây. Cái phần màn hình này thì vẫn chưa giống ở trên cái phiên bản ở Thái, nhưng mà nó đã khác với cái phiên bản MGZS trước đó đã xuất hiện tại Việt Nam. Đó là cái màn hình thông tin ở chính giữa thì là được chuyển sang cái phần màn hình TFT rồi, hiển thị màu sắc chứ không còn là cái cách hiển thị đơn sắc giống như trên cái phiên bản ZS cũ. Phần điều hòa ở trên MGZS Smart Up thì vẫn là điều hòa cơ nhá, chứ chưa phải là điều hòa tự động. Dù là các cái nút cảm ứng rồi là các cái điều chỉnh ở đây kiểu như thế này rồi, nhưng mà điều hòa thì vẫn là điều hòa cơ chứ chưa phải là điều hòa tự động. Xe đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai rồi, và nếu so cái phần cửa gió điều hòa này với cái cửa gió điều hòa trên chiếc Kia Seltos thì tôi thấy là cái luồng gió và cái luồng hơi lạnh thổi ra có vẻ là nó mạnh hơn và nó thực dụng hơn, nó phục vụ tốt hơn cho cái người ngồi phía sau. Về độ rộng rãi ở trên một chiếc crossover cỡ B thì MGZS cũng thể hiện được cái ưu thế của mình so với những cái đối thủ trong cùng phân khúc, khi mà quý vị có thể nhìn thấy với cái vị trí ngồi của tôi có thể thoải mái cả chân ở phía trước này, rồi kể cả cái khoảng không gian ở phía trên đầu tôi đây. Cái phần lưng ghế có hơi đứng một chút, tuy nhiên thì theo tôi là cũng vẫn đảm bảo được thoải mái với cái vị trí ngồi cao và chúng ta có thể quan sát tốt về phía đằng trước. Nói thêm một chút về động cơ của chiếc xe này thì đây là một chiếc xe sử dụng động cơ 1.5. Những cái thông số động cơ thì anh em có thể nhìn thấy ở trên màn hình ngay lúc này. Và một cái sự thay đổi nữa đó là cái hộp số 4 cấp đã được chuyển sang hộp số CVT, nhưng hộp số CVT này cũng được Tan Trông giới thiệu đó là được giả lập 8 cấp. Đó là những cái thay đổi về động cơ. Như vậy là tôi vừa mới chia sẻ với anh em tất cả những thay đổi trên chiếc MGZS Smart Up này so với các cái phiên bản trước đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Anh em nghĩ sao về những cái thay đổi này? Liệu là anh em đã cảm thấy là happy với cái mức giá là 619 triệu đồng hay chưa? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe cũng như bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Mê Xe. Và chúng ta còn có một nền tảng khác để tương tác với nhau, đó là Facebook, trên group anh em Mê Xe. Anh em hãy tham gia vào đó để chúng ta có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn. Và đừng quên là chúng tôi sẽ có một cái video nữa so sánh sự khác biệt của hai phiên bản của MGZS Smart Up để xem là với mức giá chênh khoảng 50 triệu đồng thì nó sẽ có những cái sự khác biệt gì. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.